trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi ném bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương, không chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối sớm tôi Ngài đưa dẫn tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiết kinh vây quanh tôi, được bên Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn bươn theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Anh nói sao nó trong sát rồi mà mua sư phụ phúc nho tôi lử lúc còn hậu còn như cũ rồi đấy tôi trả chế là sự như mua sư ha chỉ trả chế cho sư nó có tàu to nữa ha phải biết trong sát từ trong mà sư phúc sát nhập cho một ngày là cảm ơn sư và có các đó chỉ biết tập dạy cả cho lòng đặt ra như bộ hình thờ phượng có thể tiếp tục chúng ta có chọn về về học cho nó phải biết dòng sát tao ra. Ủa chị Trần, bây giờ sử dụng cái bê được thảo bạc chiếu đây cái bê gió bê thảo bạc chiếu thảo bạc chiếu được cái bê gió nó gió hào là sử dụng yên lắm chứ. Ủa chị
Lệ là
vừa nói vừa gì nữa. Hai tiếng luôn. Rất là nó chế bê trong xa tỏ tài tốt xa lùng mua mua ít chung cao hồ sơ chó thay cho đôi chú và bê trong xa tỏ tài đó là cháu cháu sang này để hát một bài coi như là hát cho người học của chúa hồi gian cao cho tụi mình hoa chữ nụng. Thank you.
这这边过乡下去嘛，这这从了父母做半户了，啊哈，说被啊压了一个困着，被压在高了时候，看别人能做给我一百斤，然后我一把领着他去。Sau đây chúng ta tiếp tục với một bài thơ của một thầy, bài thơ đó nói về người học viên Chúa. Sao con chê chóng chê phê lù, sao con chê ô sáng tế mò, kẻ chứ khó chóng chê, khó chứ khó chú kê cục mù. Tô chô tô ô nở nê ca, chơ mê ba thiết chơ mê rò, chá mô chô mê lô hô ba, tù chứ chá tê yô nê tàng. Chị chức làm cho hạ có tranh đất lúc canh cửa ô hồ lưu. Tô một chữ lưu đất cháu cho dọn cho lo lùm tàu chữ dư. Khá mê ký đất xuân kế tùa lòng mong cho tàu ra chữ sông. Tù ở bao bên tê kế sáng người tàu tạm hai sáng mây lò. Ô cho tàu ra cho xung cha lưu chạy lưu. Bà lưu xa lưu cho chọn trần, ô lùn tay chọn trần sang trừ. Ba lưu trừ chọn trần ổn chê, có nó lên tên lưu hô hô. Ô thù tù hát, ô thù tù ba có, ô thù tù có lời của ba giống mò có lời bố kể. Ô sang tế yò tù chứ bao, tù nhò lô yò tù tù chê. Tù làm chê yò chứ nó lưu, tù lên cầu yò chứ tỏ tóc. Có lợi hậu có lợi phanh phanh, ba mình chát đồ giảm toàn thị. Nếu nó nên trở vào chữ sẻ, bộ tồn tại đồ chọn trình thị. Có mong xe đồ đời sau, có lợi bó ngang chữ kỷ lưu. Dòng trang cố vô lệ lúc nay, là một tranh vào chữ hai nhìn. Nếu nó đầy dù cho thân cho, nhau bộ bỏ hai nhau bộ phán. Giờ dù sáng lọ bộ tàn lò, tên cây rõ vào chữ khử chờ. Tao dù xa nhau tổ chân chân, đầy chung lây hình dù tao dạy. Tờ lê hai tàn lưu lệnh nò, chứ thấp cho văn chữ hào lưu. Cả chữ phí thô thô à tí, ô tổ tí hát ô tổ chào. Có bê lò lo sang chụp lì, bê sang chỉ thấu văn chữ mò. Thơ bê sò gò ô sang tế, chào bê kể gò mù dù trẻ mò. Chị trong xác cơ ngon cái bế tao luôn nó thì ba hùa à hạ thủ yếu lúc này thì có lúc này thay trọng của ba chứ hay dưới là nó chị bế trong xác tao chạy và thay giả sử thì ở xứ mình đức thì cũng tùa à mua lục phân đùa cho bế cho thay cho ha nhiều tùa và tháo hạ chữ lâu qua tỷ khở cho bế tỷ trên lục nó sau đây chúng ta trân trọng mời lục sư Lê Minh Đức lên OK, trong thì giờ này chúng ta sẽ đến với một cái thì giờ rất là long trọng trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời Bảo Thánh. À, lúc sau nội dung lúc sau cái chế cần vào cái bê của sở lù tiền chế tiền nguồn tại và sự bê liền rồi lúc sau người là bê trọng thay cho họ. Cảm ơn Chúa vì bởi thánh linh của Chúa đấng thành lập Bảo Thánh. Vì bê qua chế cho cứ ban giúp thì giờ tôi chỉ mua quần chỉ. Là đấng đã kêu gọi các đệ tớ của Chúa bước vào trong chức vụ họ hiện ngày. Do tôi cứ tao lùi hô bế suốt lời lùi quên thì tìm đi tìm. Cùng với đệ tớ của Chúa, mục sư Go, thì chúng ta đã bước đi trong những hành trình, trong sự hầu vị Chúa một cách có những chặng đường đầy khó khăn, nhưng có những chặng đường đầy vui mừng ở trong ân điển của Chúa.
nên là cụ tao đồ kiến dân có nó là ý chú kê cơ hoa trên nổ vua và chữ rồi lưu sở tế lòng lưu dụng nó cũng mua tên đồ kê cơ và chả nhuốc cơ hát sở tên đồ kê cơ mua kê rục xe cũng bỏ lên. Và trong thời gian này tôi sẽ cậy ấn điện của Chúa để công bố trong cái lễ xác nhận chức vụ của tổng cộng có 26 truyền đạo trong buổi sáng hôm nay. Điều đó lúc nó cố gió và khó lương đời mất sự tức có mong gió lùi chế tổng lo sư lù chạm sâu cho bế sổ trời bó dù bế cho thơ cho nhiều nâng gọt trâu tù gió tàu lùi dạy tại bó thơ cho lúc nào. Chúng ta có 36 ứng cử viên nhưng mà sau khi mà đã được kiểm tra bây mua bây cho trong tổ thơ cho ta sẽ cho luôn được ý ra lưu sức từ nó nọ đi làm thì dù dù tiền nổ để mới sẽ được. Sau khi khẩu vấn trong ngày hôm qua năm mơ của bây cô lưu sở lưu nồng dù bôi tuổi tổ khinh mà tuổi tổ khinh từ 36 ứng cử viên chúng ta còn lại là 26 năm mơ nồng quốc tế lưu ta ha trở lại quốc phẫu thì ta về bây giờ cho tôi đã sự thầu sợ chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa điều đó. Hallelujah. Chúng tôi khích lệ những người 10 người chưa được ứng cử trong truyền đạo trong lần này do đó của thọ mấy chỗ qua xuống cầu tôi của mẹ ở nhà mẹ anh giả chi chùa lại tại bó thơ no cứ nút no chúng ta bị thiếu một chút gì đó nhưng mà cái sự kêu gọi của Chúa vẫn trọn vẹn cho đời sống của chúng ta. Chỉ hôm nay là các sự tây thọ mê phong y khỏi tiêu lợi xin. Khích lệ quý vị tiếp tục và bước đến để yêu Chúa hơn. Bố sáu của mê ớt lù nhó dê quá chữ lù lù quá chữ đồ ha. Và với những anh em chúng ta là những người sẽ được xác nhận chức vụ trong buổi sáng hôm nay. Đã là chúa luôn là biết cháu hoa tao tay là anh ta bỏ thơ luôn là yêu tên luôn đúng không? Đây không phải là một cái đỉnh điểm của sự thành công. Nó chỉ do ý khó cười nó cứ có vô tạc là sẽ có cực đảm vào sự luôn. Chúng tôi chỉ xác nhận lại những gì mà Chúa đã kêu gọi trên đời sống của mình. Họ nói giờ là có được xây lùa luôn nay cứ vào chữ hồ con nó nói họ. Nên ao ước rằng mỗi đời sống của chúng ta được khích lệ nhiều hơn nữa. Bố sát của mê số trời của tao kể sớ rụt lùa ha. Ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Lương tử tôi có một người bác sĩ cũ đọc về. Và đây là danh sách 25 truyền đạo được xác nhận. Dạ. 26 xin lỗi, 26 người được xác nhận. Nên gọi cho tôi tao dạy lệnh tử bỏ thơ nó nọ. Dạ, khi mà tôi đọc tên thì cái người đó sẽ đứng lên trên đây. Nghe tôi thân cho từ lúc bây giờ thì tôi đang sợ lù ở đây thì no. Dạ, ok. Ok. Một người ra đi truyền giao ban tình yêu đến cho muôn người, một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin. Và thời gian dẫu có quá mau và mái tóc dẫu có bạc màu thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu Việt cho trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời. Lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu Việt Chúa sau lúc gian truân nhờ cây Chúa chớ có nan lòng và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều. Tấm lòng người hầu phiết Chúa,
nhân gian còn nhiều tôi nhớ. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu Việt Chúa, trọn cuộc đời dựng xây vương quốc Chúa Trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này, nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Một người ra đi truyền giao ban tình yêu đến cho muôn người, một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin. Và thời gian dẫu có quá mau và mái tóc dẫu có bạc màu, thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu Việt cho trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời, lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu Việt Chúa sau lúc gian truân, nhờ cây Chúa chớ có nan lòng và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều. Cho tấm lòng người hầu Việt Chúa, tôi sẽ hát lên vì chân gian còn nhiều tôi nhớ. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu Việt Chúa, trọn cuộc đời dựng xây vương quốc Chúa Trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này, nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này, nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước. Cho người bình yên. Một người ra đi truyền giao ban tình yêu đến cho muôn người, một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin. Và thời gian dẫu có quá mau và mái tóc dẫu có bạc màu, thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu Việt cho trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời, lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu Việt Chúa sau lúc gian truân, nhờ cây Chúa chớ có nan lòng và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều.
tấm lòng người hầu phiết Chúa. Tôi sẽ hơn lên vì chân gian còn nhiều tôi nhớ. Tôi sẽ hơn lên cho tấm lòng người hầu phiết Chúa. Trọn cuộc đời dựng xây vương quốc Chúa Trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Thầy cho ban thường vụ tổng hội thuộc Liên đoàn Chủ giáo Phúc Âm. Sở chỉ thay trả sự hỗn bộ cộng hậu Charter cho môn dân. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì các đệ tử Chúa đang đứng trước mặt quý vị. Bế hồ hoa chữ cho cử sô tụ sao cho cử to sở tá mình bế sô tụ nó. Lời Đức Chúa Trời phán dạy về chức vụ và các ân tứ thuộc linh. Vá chữ tô lô khá dô như tê nổ á tê có mỏng cơ vá chữ bố lùn đã xa tục liền. Ấy chính Ngài làm cho người này làm sứ đồ. Vá chữ do tô cha bố lùn hoa như tê nổ. Cái kia làm tiên tri. Tô cơ chỉ vá chữ lô. Người khác làm thầy giảng tin lành. Tô cơ khá vá chữ tê lô. Cái khác nữa làm mục sư và giáo sư. Tê tô yô lô hoa sư hoa cử sư. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc và chức dịch. Của phía giáo tôi cho nó qua to và chữ tìm tên nổi trong cơn ngon. Đặng gây dựng thân thể của Đức Christ. Lời bác sự khô chí sự lốt chí. Cho đến chừng chúng ta được hiệp một trong đức tin. Một số thọc với cầu với lưu xa hữu thuốc kỷ trình. Trong sự biết con Đức Chúa Trời. Một số thọc với bố và chữ tổ tô. Mà nên bật được thành nhân. Của con mua quấy sự. Được tầm giác. Được tầm thước vóc dạc trọn vẹn. Ý tổ tô tròn là chí sự kết tỏ. Kính thưa Hội Thánh, nhắc cho phép chọn gì số linh số tù 26 truyền đạo đang đứng trước mặt quý vị. Nay còn cho tôi cái tá bò sở tá mình từ bé nó là những người đã trung tín hầu vị Chúa. Do cho cùng mua xe mua ba sợi tay nổ là những người có kết quả. Do cho và tao từ ba chị chị được giới thiệu từ các Hội Thánh. Do cho và bên trên tao sẽ cho khỏi tòa được sự chuẩn xác của giáo khu Lê Vi giáo hạt Israel. Rồi cô do luôn là bé lúc bên trên lúc giáo khu nó rồi cho lúc giáo hạt bé sụt lực của trong ha và được Chúa rèn luyện trong rất nhiều năm trong chức vụ. Do cho và sự tao khe qua luôn tận tao lúc xong luôn là những người có tiếng tốt. Có giờ chọn một số bê trong danh Chúa được vinh hiển qua đời sống chức vụ của họ. Căn cứ vào hiến chương của Đại hội đồng tổng hội lần 3. Cho lấy cầu tôi chơi tàu xa la tử xa la rổ bê. Điều 53. Lô lô chí chô bê chung cầu chung lâu. Về nhiệm vụ và quyền hạn của ban thường vụ tổng hội. Lô tàu phó sự cha thơ cho nhó trù lúc cầu xa tử xa mong rong nó. Sau khi được ban thường vụ tổng hội xét duyệt. Thầu cửa bê hôm bộ cầu tàu xoan chùa. Qua phẩm chất của hội hậu vị Chúa. Thôi luôn là qua lúc này. Những bài làm mà quý vị đã làm trong ngày hôm qua. Nó luôn thở ra lưu sức tư của Nam Mong của tàu của nó. Cũng như là khẩu vấn. Của mỗi luôn luôn thuộc của tục khen. 26 các truyền tân truyền đạo. Nên vào cho tôi tất cho nó. Được chuẩn thuận trong buổi sáng hôm nay. Tao sở luôn tâm mình của nó. Và giờ nay chúng tôi muốn quý vị. Nhớ lên nó sở của xã của mẹ. Phải có sự tuyên hứa. Mấy ở chỗ thân cho nó, mấy ở chỗ tao mua hết đồ cho luôn. Trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời. Tâm mình qua chữ bê linh. Và hội thánh. Bên trên nó. Để xác nhận lại chức vụ của mình. Có yêu linh, có yêu tên nụ, nó nọ. Tôi sẽ đọc cái phần dẫn. Của gió mua hết chỗ luôn nông cho sọ nó. Và sau đó quý vị sẽ đồng lòng đáp ứng lại cái lời tuyên thệ. Nó ta là mấy ở chỗ tê chỗ luôn nông là nó. Thưa quý vị, quý vị có tin chắc rằng đã được chính Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào thánh chức chân bày
trong chức vụ truyền đạo, lấy lòng ngay thẳng, ra đi đem tội nhân về với Chúa, giảng dạy lời Đức Chúa Trời để công bố tin lành cứu tội nhân, gây dựng hội thánh và làm vinh hiển danh Chúa Trời. Quý vị có hứa rằng sẽ hết lòng chống cự và trừ bỏ khỏi hội thánh các tà giáo, tà thuyết và mọi luân lý phản lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và hứa dẫn dắt dân sự Chúa theo đúng sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Quý vị có hứa rằng sẽ bền đổ trong sự cầu nguyện và siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh và hướng dẫn gia đình sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Qua đó quý vị, cả gia đình quý vị, cộng đồng quý vị sinh sống làm gương tốt cho bầy chiên của Chúa. Quý vị có hứa rằng sẽ lòng yêu thương chăm sóc hội thánh, cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vẫn trung tín trong sứ mạng truyền giáo Chúa giao. Quý vị có hứa rằng sẽ thuận phục mọi quyết định của giáo hội cũng như giáo hạt trên nền tảng lời Đức Chúa Trời và vui lòng vâng phục những người mà Chúa và giáo hội đã lập. Nguyện ban ngôi Đức Chúa Trời và Hội Thánh ấn chứng những lời hứa nguyện quý vị, và nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban sự dư dật mọi ân điển, ân tứ và sự trọng lượng của Ngài trên quý vị để thực hiện theo lời hứa nguyện trong buổi sáng hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị quỳ gối xuống để chúng tôi có thể đặt tay quỳ nguyện. Chúa mới sắc trời sầu chầu với thảo sự tan. Xin mời các vị mục sư tiến lên để đặt tay. Thảo chơi cả sư hương mình sợ đồ với thảo sự tan. Pastor Russo, please. Bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao,
bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Trên ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sẻ yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bàn chân rất âm thầm, đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sẻ yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chi rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết cho phần trình là nó kỹ thuật có lựa chọn cho phần trình tôi nó mỏi để từ ngọn núi này chiếu sáng ra vinh hiển của ngài. Tôi cho lâu là lúc đó nó vẫn chi mong cho thôi tha chờ nơi mọi nơi tối tăm bóng tối bị đẩy lùi và sáng của ngài. Cái chỗ tôi ở sau trầu chúa tế sự và chúa ơi, muôn dân muôn nước sẽ cầm chén cứu rỗi và ngợi khen ngài. Và tôi cho xua hãy nay ở hồ có lúc về. Chúng con bước đi một cách mạnh dạn trong ngày sau rốt vì lời Chúa nói rằng nhỏ bé dỗ một lúc sáng tớ thở trái trổ mù cho nô cử lúc đặt tên nội dục cần đừng sợ vì ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế khai cho khó của đường trại mê mù cho nô cử lúc đặt tên nội dục cần có Chúa đi cùng chúng con ngày nào cho chúng con phòng mua hoa dù bê mùi thơm của đấng Christ chưa có dù cho bê mua chọn xe luôn cả chi số và chọn xe làm chúng con vui ha trên đường đi trở về nhà câu sĩ nhìn số kể của bê trong các môn chị và đem nhiều linh hồn trở về trong nhà cho là tao tổ chức đi lưu nhau trụ và lúc chị cảm ơn Chúa vì chúng con đang bước đi theo một Chúa đặc thắng chưa có cho người bê tao tổ chức con trổ môn đấy tổ chức cứ mua gì và ngài dẫn chúng con đến sự đặc thắng luôn luôn trong Chúa Giêsu Christ. Cho thọ ba ba quả bê rồi một số họ cứ mua yên cứ dùng Chúa Giêsu khi tạo con. Nên nguyện cầu xin cha chúng con bồng ẩm từng anh chị em. Cho qua thọ ba vừa qua còn qua số lịch sử tụng nó. Nâng đỡ yên ủi ban sức mới. Sai qua lô dù qua và đi qua lô xe. Để họ luôn luôn được mạnh mẽ bởi sự vui của ngài. Và nên nô mua dù khó khó. Nhau hữu con thì và anh chị em chúng con biết rằng nếu Đức Chúa Trời vui giúp chúng con không một ai có thể cứu được con chắc là vì con chưa nhau mua con bây giờ tụi ba lợi chúng con từ dưới có gì cười chúng con cảm ơn ngài và nhân các anh chị em chúng con trong cánh tay của ngài một số tục phi cho con rất sẽ tiền nguyện họ luôn đầu phục đức thánh linh ở ba của cô yếu sửa hoa chúc đi con tấm đinh tấm xác thịt của mình cô yếu trẻ cô tụi tôi này cô tuồng và bước đi theo ngài cách trung tín. À, thuộc con trùa mong trời con ca đường để ít họ đừng buông con thể thể. Trình dân bày chiên ra trước mặt ngài trong ngày Chúa trở lại. Tôi cho em của bố cháu nói dù anh cho con trả nên mong chứ con nô cử con trở lại được. Con cảm ơn Chúa và chúng con dân mọi sự vinh hiển tôn quý vương quốc quyền năng khôn ngoan đều thuộc về ngài. Cho nhóm bên mua tên suy chỉ mạnh mỏ hát kể tàu dây mùa tư sự chủ con tư lý. Thuộc về hội thánh ngài. Tôi chờ tôi có pháp bên trên nhờ ít bên trên tâm chi tâm một. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con cầu xa tổ chi Giêsu lúc đầy thọ. Amen. Amen. Xin Chúa thọ. Chờ biết chẳng chờ thọ sẽ được một. Biết chẳng nói sẽ được sẵn. Tôi xin mời một sư Thảo, một sư Russo sẽ trao những giấy chứng nhận cho tất cả đệ tử của Chúa. Mong sư biết.
vì Chúa ở với con. Ai có thể nghịch với con? Chúa chính sức mới thân của con. Vì Chúa ở với con, ai có thể nghịch với con? Con đây sẽ mãi sống cho Chúa. Chúa ở với con, ai có thể nghịch với con? Con đây sẽ mãi sống cho Chúa. Mục đích mà chạy và cho đến khi ngày gặp
thề nghịch với con. Chúa chính sức mới thuận của con. Vì Chúa ở với con, ai có thể nghịch với con? Con đây sẽ mãi sống cho Chúa. Xin long trọng tuyên bố, cố thọ được tiến đầu. Kể từ sáng hôm nay, xuống xin tạm kỳ sân dấu no, quý vị chính thức trở nên truyền đạo. Mấy do chó do kha phát sử tư luôn. Để thi hành trách nhiệm mà Chúa giao phó. Mấy do chủ tông hoa tình hồn cứ phát sử mua rồi mẹ. Những ngày Giê-xu Christ trở lại. Một số nó chỉ Giê-xu kê tò trọng ta luôn. Nguyện Chúa ngày sử dụng đời sống quý vị. Thọ phát sử sử mê lúc này. Phàm bằng chơi quý vị đạt đến đâu. Của mình sẽ tôi một số tư. Tại đó danh Jesus Christ được vinh hiển. Jesus lúc bây giờ nói chào chúng ta. Nhiều người tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Tao thu yếu luôn trên Chúa Jesus. Nhiều hội thánh được mở ra qua Chúa. Tao trên yếu tao mua tua. Hãy giữ lấy mình. Mấy ở chùa chính mấy tục khen. Và luôn cả bài. Ha tầm thọ phờ. Mà Đức Thánh Linh đã lập quý vị. Từ ban tao mua trổ mê nè. Làm kẻ chăm sóc hội thánh. Và mê do chó ở tù mua. Mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Như tôi như quá khó lửa như chọn trả. Một lần nữa tôi xin trân trọng. Ý ra thì hả của thỏ lưu chết rồi. Với toàn thể hội thánh. Cho vã chữ đủ cho bếp bằng những khói cho tôi. 26 tân chuyên đạo. Nên ngọt cho tôi thất cho là nó. Nguyện Chúa ngày thăm viếng ban ơn cho đời sống của họ. Từ bây giờ đến ngày Jesus Christ trở lại. Thỏ vã chữ thuộc có món trong lúc này một tuần nó. Chỉ danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Hallelujah. Chúa qua chụp tiền lúc bé. Chúa tay cảm ơn Chúa. Bé qua cho tiền của hoa chữ. Thì giờ thì những người thân, những người nó sẽ đón cho nó sẽ những người anh chị em và dù thánh sẽ mang những bó hoa tươi thắm. Vô tôi nhô hoa sư là vô tôi lại tôi đó sư vô tôi thấy gì sáu một hộp liền phố cho vô tôi sẽ được gọi là cho vô lại vô sự tao vẫn tin nổi mua có tiền là tôi mua. Giáo hạt rất là vui mừng, giáo hạt IC đã có thêm những con người bước vào buổi Chúa. Cảm ơn tổng hội và giờ này giáo hạt sẽ có một món quà yêu thương. Mục sư Lâu, mục sư và mục sư Trao tiến lên để mình sẽ trao tặng cho để được Chúa những món quà yêu thương đến từ giáo hạt IC. Mục sư chúc mừng. Sau khi giáo hạt trao quà thì các gia đình có thể tiến lên tặng những bó hoa tươi thắm hội thánh địa phương món quà. Và sau đó thì chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh cùng với ban thường vụ tổng hội, cùng với mục sư Russo và các tân truyền đạo. Chúng ta đứng yên ở trên đó, chúng ta chưa được xuống. Sau khi chúng ta nhận quà, nhận hoa xong thì ban thường vụ tổng hội sẽ chụp chung một kiểu ảnh lưu niệm đối với tất cả các tân truyền đạo ngày hôm nay. Các đề đơn chú chuyển tất cả những món quà của giáo hạt. Rồi, mục sư Phạm, mình trao tặng quà đi ạ. Lên hàng trên luôn, mục sư lên hàng trên sẽ gửi những món quà yêu thương. Chúc mừng những anh chị em của chúng ta, những con người tiếp tục bước vào trong sự hầu của Chúa. Sau đó các bạn sẽ đứng lui xuống, mình xếp một cái hàng ghế cho ban của buổi tổng hội, thì mình sẽ ngồi trên này, mình sẽ chụp cùng với đội ngũ. Thanh niên đang ở trong kia là một anh ấy. Ba cho chị dùng chơi sớm này.
sư một thầy rua là tiệt lệ không có hết cái tù nhận bên mặt cho con vì nó sợ chú Chúa để tiếp tục từ nơi Chúa và làm công việc của Ngài. Yo la y jang se ha ta pa lo a yo sha to be phu lo pen chen ku yi sra yin na no tai ba chu lu lo ten no che chu no. À, giáo hạt cũng đã chuẩn bị sẵn chương trình để đào tạo các tân truyền đạo và trong tương lai sẽ trở thành mục sư và mục sư nhiệm chức. À, với ba sát đỡ ba xua lưu họ bè cho bỏ tỏ nên nó mới xua tù ít xa yếu thò lù hồ sư yếu lù hồ ít cho sao chú mô lông ít xa yếu lù hồ và chú lù hồ. Chúng ta không dừng lại ở con số 22 hội thành. À, với yếu chương trình ở nên ngọt nấu lúc bình tĩnh nó sư thì chúng ta áo hơn nhiều hơn đúng không? Bây giờ còn đâu luôn ha? Amen không? Chúng ta không chỉ dừng lại chỉ có 26 tân truyền đạo. À, bây chỉ còn này còn đâu tụ thơ cho nó sư? Nhưng còn nhiều truyền đạo được giới. Bây giờ còn đâu tụ thơ cho cứu khai ba chữ tây luôn. Truy sư phán. À, chỉ ở số ta. Đồng lúa thì đã chín vàng. À, tên lê mà sẽ làm nha. Đồng lúa đã chín vàng. À, lê sẽ lao ra. Con gặp thì quá thiếu. Đó này màu sâu mà chín muộn. 26 con gặp này quá ít. À, nay còn trong tuần này màu sâu lê nó mà chật cơ này. Và chúng ta cần phải cầu xin chủ mùa gặp. À, bây giờ chủ tao thỏ tu chữ của. Sai thêm nhiều con gặp. Như khái tao tu tu mùng lệ lệ hạ. Nhiều đầy tớ chúa. Tao tu tu xin ha. Được giới lên. À, tao sở lùa và sở lùa lùa bước vào cánh đồng mong cho được tham lê vì cánh đồng đã chín rồi vì tham lê nó sẽ được. Amen không? Amen không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Và thay mặt cho giáo hạt chúng tôi cũng có một món quà yêu thương đến mục sư Thảo Hà Gồng. Có dịch không? Không dịch đấy. Và đây là một lãnh đạo trẻ nhất trong giáo hạt nhưng mà đầy ơn từ đời Chúa. À, một người rất là hy sinh tận hiến cho công việc của Đức Chúa Trời. Và giáo hạt thay mặt cho giáo hạt xin mời thầy Hồng Đăng sẽ trao tặng cho mục sư Thảo Hà Gâu món quà rất là nặng nhất. Xin mời có bê được không ạ? Có bê không? Thay mặt giáo hạt Israel xin gửi món quà tới mục sư. Đây là một món quà tôi nghĩ là nó vô cùng ý nghĩa trong chức vụ của một người hầu việc Chúa. Nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong nền tảng lời của Chúa. Chúa ban phước cho mục sư nhé. Amen. Ôi nặng quá. Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Chuyện buồn tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Không chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối dẫn tôi ngài đưa dẫn tôi. Vai mang thập tự kiên nhẫn bước theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như